Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bấm máy tính hình tọa độ OXYZ. Các bạn cần phải có một tờ giấy, một cái máy tính và một cái viết để chép lại bài tập và cách giải. Rồi, bây giờ mình sẽ làm câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ, cho vector A là 1, 2, 3, vector B là trừ 2, 3, trừ 1. Khi đó vector A cộng vector B có tọa độ là... Rồi, các bạn hãy chép cái đề này vào vở nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính. Mod 8 1 1. Đây mình đã ghi mod 8 1 1. Rồi, nhập vector A vào 1 2 3. Tiếp tục bấm shift 5 1 và chọn vector V, chọn vector B là số 2, đúng số 2. Rồi số 1. Trừ 2 3 trừ 1 bằng. Tiếp theo, bấm on. Giờ chúng ta trong đề ghi là vector A cộng vector B. Bấm shift 5. Chọn vector A là số 3 đây. Shift 5. Chọn số 3. Giờ cộng. Tiếp tục shift 5, vector B là số 4. Bấm shift 5 số 4 và chúng ta sẽ ra trừ 1, 5 và 2. Trừ 1, 5 và 2. Câu 3. Tiếp theo câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ, cho A 1, 2, 3, B 5, 2, 0, khi đó. Rồi, câu này chúng ta phải tính độ dài. Giờ chúng ta sẽ tính vector A, vector B trước. Lấy B trừ cho A, 5 trừ 1 là 4, 2 trừ 2 là 0, 0 trừ 3 bằng trừ 3. Rồi giờ chúng ta bấm máy tính. Mod 8 1 1. Mod 8 1 1. Nhập vào 4, 0, trừ 3. Tiếp theo, on. Giờ chúng ta bấm shift HIB. Đó, shift HIB. Shift HIB. Và chọn shift 5. Chọn vector A. Vector A là số 3. Bằng 5. Đây là câu A. Tiếp theo câu số 4. Người ta cho vector A là 2 trừ 3 1.
Vector B là trừ 1, 0, 4. Hãy tính vector U bằng trừ 2 vector A cộng 3 vector B. Cái này bấm máy tính rất là nhanh. Chúng tôi sẽ bấm mod 8, 1, 1. Nhập vector A là 2, trừ 3, 1. Tiếp theo shift 5, 1, 2, 1. Nhập vector V vào, trừ 1, 0, 4. Rồi cái đề là trừ 2 vector A cộng 3 vector B. On nè. Chúng ta sẽ bấm shift 5. Chọn vector A. Vector A là số 3. Đó. Ở đây là trừ 2 nhân. Trừ 2 nhân cho vector A. Cộng cho 3 nhân cho vector B. Shift 5. 4. Bằng trừ 7, 6 và 10. Trừ 7, 6 và 10. Câu B. Theo, trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho vector U bằng 1, 2, 0, mệnh đề nào sau đây là đúng? Rồi, vector U là 1, 2, 0. Cái này là Y, Z, K. Đó. Giờ chúng ta sẽ có là 1y. Câu A loại. Cái này là G. Loại luôn. Tiếp tục 2G. Cái này có 2G. Câu D loại luôn. Và chúng ta có câu A. Chúng ta có câu B. Tiếp tục câu 6. Trong không gian OXYZ cho vector U sao cho 2y là vector U sẽ bằng 2y 1z và trừ 2k. Rồi có câu C. Tiếp tục câu số 7. Vector A là 0, 1, 3. Vector B là trừ 2, 3, 1. Đơn giản thôi, giờ chúng ta sẽ bấm máy tính. Mod 8, 1, 1. 0, 1. 3. Shift 5. 1. 2. 1. Trừ 2. 3. 1. Rồi bấm on. 3 vector A cộng 2 vector B. 3. Vector A là shift 5. 3. Cộng cho 2 vector B, 2, shift 5, 4, bằng trừ 4, 9, 11. Trừ 4, 9, 11. Câu C. Câu 8. Câu 8 cũng rất là đơn giản. Giờ có vector OA
3K, 3 vector K trừ vector Y. Chúng ta sẽ có Y, G, K. Y có trừ 1, đây là trừ 1 nè. G không có, K là 3. Rồi, câu B. Tiếp tục câu số 9. Tìm tọa độ vector AB. Chúng ta sẽ lấy B trừ cho A. 2 trừ 4 là 2. 0 trừ 2 trừ 2. 5 trừ 1 4. Trừ 4 bằng trừ 2. Rồi chúng ta có câu B. Tiếp tục câu số 10. Tìm tọa độ vector AB. Rồi tương tự câu 9 luôn. Lấy B trừ cho A. 2 trừ cho trừ 1 được 3. Trừ 1 trừ 2 là bằng trừ 3. 0 trừ cho trừ 3 là được 3. Câu B. Đây, câu 11 sẽ đặt câu bấm máy tính. Cho vector A 2, 0, 1. Độ dài vector A bằng. Chúng ta sẽ bấm mod. Mod 8, 1, 1. 2, 0, 1. On. Shift HIB. Tính độ dài bấm máy tính là Shift HIB. Rồi bấm vector A, shift 5, 3, tiếp tục shift 5, 3, bằng 2,23, đáp án là 2,23, câu A loại, câu B loại, giờ bấm căn 5, rồi câu C. Tiếp tục câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ x, y, z, tìm tọa độ, tìm vector U. Biết đây, Y là 2, G trừ 3, K là cộng 5, 2 trừ 3, 5. Rồi câu B.